Cách làm kem chống nắng và dưỡng trắng da ngay tại nhà. Ánh nắng mặt trời không chỉ là tác nhân gây nên tình trạng da đen sạm mà còn là nguyên nhân làm gia tăng hắc sắc tố melanin gây nám và tàn nhang trên da. Đặc biệt mùa hè là mùa của những chuyến du lịch biển dài ngày. Vì thế, bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời là việc làm vô cùng cần thiết. Hỗn hợp dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hỗn hợp này vừa có tác dụng như một loại kem chống nắng, vừa giúp chăm sóc da hiệu quả mà không cần tốn tiền cho các loại kem dưỡng đắt tiền. Cùng kênh Phái Đẹp khám phá ngay cách làm bạn nhé! Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị 200ml dầu ô liu hoặc dầu dừa, 30g sáp ong và 15g kẽm oxit. Sáp ong và kẽm oxit bạn có thể mua dễ dàng tại các hiệu thuốc Tây, giá thành cũng rất rẻ thôi. Cách bạn làm như sau. Bạn cho dầu ô liu vào bát và đem hấp cách thủy để cho dầu nóng lên. Khi dầu nóng lên, bạn đem sáp ong nghiền nhỏ rồi cho vào dầu ô liu nóng. Khuấy đều để sáp ong tan chảy hết trong lượng dầu ô liu này. Bạn khuấy đều tay để sáp ong và dầu ô liu quyện với nhau tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Bạn cho hai hỗn hợp trên lên bếp đun sôi. Đến khi sôi thì tiếp tục cho kẽm oxit vào, khuấy đều trong vòng 2 phút, sau đó tắt bếp. Bạn đợi hỗn hợp nguội thì cho vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Hỗn hợp này bạn nên để ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao khiến sáp ong dễ bị tan chảy. Nếu như bảo quản trong tủ lạnh sẽ dùng được cả tháng đấy bạn nhé. Như vậy là chưa đầy 5 phút, chúng ta đã có một lọ kem chống nắng và trắng da tự làm rất tuyệt rồi đấy nhé. Cách để bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bạn rửa mặt thật sạch, lau khô, sau đó bạn dùng hỗn hợp thoa đều lên da như một loại kem chống nắng thông thường. Hỗn hợp tự nhiên này rất lành tính với da, có tác dụng vừa chống nắng, vừa dưỡng trắng da, vừa cung cấp độ ẩm cho da và làm trắng da cực kỳ hiệu quả. Bạn còn có thể sử dụng cho toàn thân nữa đây nhé. Mặc dù có dầu dừa và dầu ô liu, nhưng hỗn hợp này không hề gây bít tắc lỗ chân lông hay gây cảm giác nhờn rít cho da tí nào đâu bạn nhé. Công dụng của hỗn hợp này như sau. Sáp ong là thực phẩm được kết tinh từ chất lỏng không màu tiết ra từ con ong lúc xây tổ. Sáp ong chứa tỷ lệ nước và dầu cao, vì thế nó giúp cân bằng độ ẩm cho da, dưỡng da luôn mềm mại, mịn màng. Đồng thời trong sáp ong có nhiều vitamin. Các loại vitamin dồi dào trong sáp ong có lợi trong việc chống lại các tác động tiêu cực từ bên ngoài và nuôi dưỡng làn da sáng mịn tự nhiên. Thành phần dầu ô liu hoặc dầu dừa giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da, giúp da căng mịn suốt cả ngày. Thành phần thứ ba là kẽm oxit. Kẽm oxit có khả năng hấp thụ tia cực tím và ánh sáng mặt trời rất tốt. Đồng thời nó còn có tác dụng kháng khuẩn nên nó bảo vệ da trước ánh sáng mặt trời rất hiệu quả. Chính vì nguyên nhân này mà kẽm oxit được sử dụng làm nguyên liệu trong tất cả các sản phẩm chống nắng như các loại kem chống nắng chúng ta mua hoặc để sử dụng làm nguyên liệu trong các loại kem trị mụn. Như vậy, chỉ cần có trong tay lọ kem chống nắng trắng da tự làm này thì mùa hè này bạn có thể vô tư đi tắm biển cả ngày, cả năm mà da vẫn trắng bóc, chẳng bao giờ lo đen da hay bắt nắng đâu nhé. Thật là tuyệt phải không nào? Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.